Chào tất cả các bạn, thì rất là vui khi ngày hôm nay Thu lại được gặp lại mọi người trong buổi livestream của bệnh viện thẩm mỹ Gang Hun. Thì ngay bây giờ mọi người cùng theo chân Thu để gặp gỡ vị khách hàng của Thu ngày hôm nay. Mình làm đến đây được bao nhiêu ngày rồi chị? Làm được 10 ngày. 10 ngày rồi chị hả? Sau 10 ngày chị cảm thấy như thế nào về cái chất lượng dịch vụ? Rất là ok. Thì cái dịch vụ này có vẻ là nó ổn hơn, nó không xong lắm nhiều. Dạ. Bữa trước chị cũng có đi nhiều bệnh viện. Người ta cũng nói như chị là phải phẫu thuật rồi phải nằm lại rồi nghỉ dưỡng như thế nào đó, chị cảm thấy là nó không ok tại công việc của mình nó không cho phép á. Yeah. Nhưng mà làm cái dịch vụ này xong là chị thấy về chị vẫn đi đứng nhẹ nhàng được, công việc vẫn có thể làm nhẹ nhẹ được. Yeah. Rất là ok, không có vấn đề gì cả. Dạ, vậy chị có thể chia sẻ là cái thực tế có giống như gì tụi em VR không? Nói chung là rất là thực tế, rất là ok, không có vấn đề gì cả. Đi về bình thường đúng không? Đúng rồi, chị còn lái xe đi về mà. Quá khỏe luôn. Tại vì lúc mà chị lên chị định là chỉ là tư vấn thôi. Dạ. Nhưng mà chị lên chị thấy ok là chị làm luôn. Đây như mọi người có thể nhìn thấy ha, là khách hàng sau khi làm đã xác nhận là đã mất cái bụng rồi. Và đây là kết quả sau 10 ngày nha cả nhà. Cái này thật sự là nó còn chưa phải là kết quả cuối cùng. Nhưng mà chỉ sau khoảng 1 tháng nữa chị đã thấy nó rõ ràng hơn. Chị có thể chia sẻ giúp em sau 10 ngày cái kết quả mình đã có cảm thấy hài lòng nhiều chưa? Lòng rồi em. Dạ, ok rồi, chị mặc đồ rất đẹp. Chị cảm thấy như thế nào về chất lượng dịch vụ tại bệnh viện thẩm mỹ Gang Hun không? Nói chung là tốt. Đó, mọi người có thể nhìn thấy kỹ ha. Kết quả rất là rõ ràng và hiệu quả luôn. Chỉ sau một lần làm duy nhất nè cả nhà nha. Không cần nghỉ dưỡng luôn, mọi người có thể nhìn thẳng kỹ nha.